Xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bắc Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một khu nhà lầu đồng bộ Cityland nằm trên trục đường Nguyễn Oanh, phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ đến với một căn nhà đang được giảm giá rất mạnh nha cả nhà ơi. Giảm ngay 500 triệu đồng cho một căn nhà phố ngang 5 dài 12 mét, được xây dựng với kết cấu một trệt một lửng 3 lầu với giá gốc là 6 tỷ 750 triệu đồng. Nay chỉ còn giá là 6 tỷ 200 triệu đồng thôi nha. 6 tỷ 200 triệu đồng. Và vẫn còn thương lượng một chút nữa nha cả nhà ơi. Và căn nhà mình được làm theo kiểu cổ điển Cityland với kiến trúc rất là đẹp. Đây, một căn nhà được làm cực kỳ chắc chắn này. Và chúng ta cùng xem con hẻm nha. Con hẻm nhà mình là một con hẻm 6 m, một trục đường Nguyễn Oanh, phường 6. Và khu nhà mình là một khu nhà lầu đồng bộ 50 căn. Khu nhà lầu mở bán vào tháng 6 năm 2019 nha. Và hôm nay là gần đầu tháng 12 rồi. Và ở khu này thì với giá từ 6 tỷ 2 đến 7 tỷ rưỡi một căn nha. Và căn nhà mình đang được giảm giá rất là sâu đấy. Giá cũ là 6 tỷ 750, giờ chỉ còn 6 tỷ 2, vẫn còn thương lượng một chút nữa. Và chúng ta sẽ được làm một bộ cửa sắt bên ngoài này và một lớp cửa sắt kính cường lực bên trong, hai lớp cửa luôn, cực kỳ là an ninh rồi. Và di chuyển vào trong đây là khu vực gara ô tô nha. Một căn nhà phố ngang 5 cực kỳ rộng rãi và thoáng luôn. Ngang 5 dài 12. Và giảm giá rất là sâu luôn đấy. Với một căn nhà thiết kế cực kỳ bắt mắt này, màu sắc được phối tông màu rất là đẹp theo tông màu vàng nhạt. Và chúng ta cũng được anh chị chủ nhà tặng lại rất nhiều nội thất nha, như là một bộ sofa, một bộ bàn ăn và tủ âm tường ở mỗi phòng ngủ này. Đây, chúng ta xem nha. Trên này thì sẽ được dán giấy dán tường ở hai bên tường và bố trí những cái đồ dùng rất là đẹp đấy. Có kệ tivi, tủ rượu luôn. Đây, chúng ta cùng xem khu vực trần của nhà mình này. Trần nhà mình sẽ được bố trí mẫu trần thạch cao cực kỳ đẹp mắt luôn nha. Với đèn led màu vàng, đèn chùm thì làm như một kiểu nhà phố hiện đại. Bên này chúng ta có những cái đường chỉ Hàn Quốc. Và chúng ta cũng được chị chủ nhà bố trí trồng cây xanh trong nhà luôn. Phía đối diện với cầu thang sẽ có một bộ kệ và tủ bên dưới. Chúng ta để đồ lưu niệm lên bên trên và để đồ dùng lặt vặt xuống ngăn kéo nha. Và cầu thang sẽ là kiểu cầu thang áp sát vào tường với tay vịn gỗ căm xe, kính cường lực 10 ly. Đây, trên này thì cũng được làm rất là đẹp đấy. Cầu thang rất là hợp lý và tiết kiệm tối ưu không gian nhất của căn nhà phố nhà mình rồi. Và đây là khu vực phòng bếp nha. Phòng bếp của nhà mình thì nằm cao bằng phòng khách. Và nhà mình đặc biệt thì sẽ được bố trí hai phòng bếp luôn. Nếu mà gia đình nào muốn làm phòng bếp bên trên cũng được, mà làm phòng bếp bên dưới cũng được nha. Bên dưới này thì chủ nhà mới làm cái tủ bên dưới thôi, còn chưa đóng tủ bên trên. Và khu vực này sẽ được anh chị chủ nhà ốp gạch lên hết tường, rất là sạch sẽ luôn. Với mẫu gạch rất đắt tiền luôn nha. Gạch bóng kính. Đây, một bộ tủ có ốp đá rồi. Và căn nhà mình với hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Con hẻm trước nhà 6 m, cách trục đường Nguyễn Oanh khoảng tầm 30 m đi bộ thôi. Một vị trí vô cùng đẹp để cho nhà mình mua để ở và làm văn phòng công ty luôn. Nhà làm phối màu rất là bắt mắt đấy cả nhà ơi. Chúng ta cùng theo chân nhà đất Bắc Hưng di chuyển lên khu vực tầng lửng này. Đây, tầng lửng của nhà mình đây. Có một bộ tủ rượu và kệ đế sách ở đối diện với cầu thang.
trên này làm rất là đẹp đấy. Khu vực tầng lửng thì bố trí làm phòng bếp nha. Trên này có dán dán tường này, đèn chùm, nhìn lại gần thì cảm thấy nó rất là dễ thương nha. Có một cái vòm tròn. Và khu vực nhà bếp thì chúng ta cũng được tạo một cách theo kiểu kiến trúc phương Tây, với cách phối màu và sàn gạch cũng hợp lý với nhau. Sàn gạch giá gỗ này, chúng ta được bố trí một cái bàn ăn 4 ghế nhỏ nhỏ xinh xinh. Và khu vực phòng bếp thì cũng được gia chủ làm một bộ tủ theo kiểu kiến trúc hiện đại, tủ nhựa nhập khẩu từ bên châu Âu về. Đây có kệ quầy rượu luôn. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1 nha. Phòng ngủ số 1 và số 2. Căn nhà mình sẽ được bố trí 4 phòng ngủ và có 4 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước, phía sau. Và căn này là một căn nhà giá rẻ nhất khu rồi. Chỉ có 6 tỷ 2 mà vẫn còn thương lượng một chút nữa. Bớt khoảng tầm vài chục triệu nữa thì chúng ta có thể mua được một căn nhà rất là đẹp, thiết kế cực kỳ dễ thương. Năm 2019 nha. Và sàn sẽ là sàn gỗ cao cấp Malaysia này. Phòng nhà mình rất là vuông vắn nha. Tường thì sẽ được dán dán tường vẫn là tông màu đỏ gỗ của nhà mình. Trên thì chúng ta cũng được bố trí cái đèn lồng rất là hoàn mỹ. Toilet được đưa về bên hông này, đưa về bên tay trái hết luôn. Có kệ tivi. Đây, toilet nhà mình sẽ có vách ngăn nha. Ốp gạch lên hết tường và thiết bị đầy đủ luôn. Bồn rửa tay, bồn cầu, vòi tắm tự động và gương soi, vách ngăn, kính. Đấy, có cả cái khoác quần áo luôn. Một căn nhà với vị trí rất là hợp lý, một khu nhà đồng bộ Cityland cực kỳ đỉnh cao, nằm trên địa bàn đường Nguyễn Oanh, phường 6 nha. Và khu vực này thì chúng ta di chuyển ra các quận như là Bình Thạnh, Phú Nhuận và quận Tân Bình. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là tiện luôn. Nó cách sân bay khoảng tầm 3 cây số thôi. Chúng ta đi thì mất khoảng tầm chưa tới 10 phút thì sẽ đến sân bay rồi. Thẳng một phát từ đường Nguyễn Anh ra đến sân bay luôn nha. Và sang bên này là khu vực phòng ngủ số 2. Thì chúng ta cũng được bố trí sàn gỗ như vậy. Có tủ âm tường luôn. Và anh chị nào đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông để xem và dễ dàng lựa được những căn nhà phố giá cả hợp lý và đẹp, cũng như là có những pháp lý rõ ràng. Nhà chính chủ. Đây là toilet này, ở phòng ngủ số 2 này. Cũng được làm rất là đẹp luôn. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Nhà được giảm giá rất là mạnh luôn, giảm 500 rưỡi rồi. 6 tỷ 750 mà giờ chỉ còn có 6 tỷ 2 thôi. Vẫn còn bớt một chút nữa thì anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ đến bên nhà đất Bắc Hưng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình 0933 830 756 hoặc là 0355 654877 để được Hưng tư vấn và hỗ trợ đi xem nhà nha. Và nếu anh chị nào liên hệ tới bên nhà đất Bắc Hưng thì sẽ có một giá ưu đãi nhất trên thị trường 3 quận Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Sẽ rẻ hơn các kênh YouTube còn lại, rơi vào khoảng tầm từ 100 đến 150 triệu đồng. Chúng ta vừa xem khu vực phòng ngủ số 3 nha. Bên này là khu vực phòng ngủ số 4 của nhà mình này. Cũng giống như phía dưới nha. Sàn gỗ rất cao cấp và nhìn căn nhà mình rất là xa. Ngang tới 5 mét, dài 12 mét.
công nhận tới 60 mét vuông đất. Giá của nó cũng rất là bèo, chỉ có 6 tỷ 2 thôi, đang được giảm giá. Một khu vực rất là hợp lý cho nhà mình mua ở và làm văn phòng công ty, cũng có thể mua đầu tư bán lại được. Chúng ta di chuyển lên khu vực trên này là khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng phía trước này. Đây là phòng thờ nha. Đấy, phòng thờ của nhà mình. Trên thì được đúc bê tông hết rồi. Phía ngoài này là khu vực phòng thờ số 2 này. Hai cái phòng thờ luôn. Và hai phòng thờ thì chúng ta có thể thờ được... Nếu nhà nào theo đạo thì thờ đạo một bên, và nhà nào theo Phật thì thờ một bên. Hai cái có thể thờ được hai thứ luôn. Phía ngoài là sân thượng phía trước trồng cây, và đã làm là khung sắt rồi, lợp mái hết rồi. Phía sau là khu vực phòng giặt và sân phơi nha. Nhà được làm khá là đẹp đấy, có khung sắt hết rồi này. Đây là khu vực giặt đồ của nhà mình này. Trên thì đã lợp mái nha. Có cầu thang lên phía trên bình nước nóng ở mặt trời luôn. Nhà mình đã có bình nước nóng rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý khách hàng xem video hãy nhớ đăng ký kênh. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại.